Minh đường tử vi hoan hỉ chào đón các bạn chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc và thành công bước sang tháng 11 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Dậu tháng 11 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp tài lộc tình duyên sức khỏe cẩm nang Vượng vận cho từng tuổi trong tháng Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn Tháng 11 âm lịch là khoảng thời gian hung cát đan xen đối với người tuổi Dậu, đòi hỏi bạn phải tập trung khi làm bất cứ công việc gì. Dù có gặp khó khăn đi nữa, bạn cũng chớ bỏ cuộc, dù có được quý nhân phù trợ cho gặp điều thuận lợi, bạn cũng chớ nên lơ là. Trên phương diện sự nghiệp, dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tý Dậu tương phá, bản mệnh sẽ phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ cũng như sự hãm hại của những người đồng nghiệp xấu bụng vì vậy bạn cần hết sức cẩn thận trong quá trình kết giao không nên chia sẻ mọi bí mật của mình cho người khác biết cho dù đối phương là người thân thiết với bạn đi chăng nữa chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó có thể thuận lợi do nội bộ thường xuyên lục đục đồng nghiệp mâu thuẫn bất đồng ý kiến với cấp trên bạn vốn là người chính trực kiên cường nên lại càng khó chịu đựng những điều bất công Tuy nhiên, tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi dậu âm lịch khuyên, để tránh phải chịu thiệt về mình, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách cư xử, không nên gây thù chuốc oán với người khác. Ngược lại với những biến động khó lường trong sự nghiệp và tài lộc thì đường tình duyên lại có những dấu hiệu khởi sắc rực rỡ do có các tinh hội tụ. Được đế vượng chiếu mệnh, người có đôi có cặp sẽ sớm đón nhận tin vui. Người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh có các tinh thái âm phù trợ, bạn sẽ sớm gặp được người như ý, khiến cuộc sống bước sang trang mới tử vi tuổi dậu tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Nhiều sự cố không mong muốn sẽ xảy đến với người tuổi dậu trong tháng 11 này, đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn và bình tĩnh mới tìm ra cách giải quyết. Còn nếu cứ nóng nảy, bộp chộp, bạn sẽ tự đẩy mình vào những điều rắc rối lớn hơn nữa. Cục diện tương phá cảnh báo bạn phải có lòng đề phòng những người xuất hiện bên cạnh mình, bất kể đối phương là người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay cấp trên đi chăng nữa bản mệnh cần phải vững tin vào sự lựa chọn của mình, không bị những lời bàn ra tán vào làm lung lạc ý chí. Khi bị đồng nghiệp nói xấu, hãm hại, bạn cần hết sức bình tĩnh và dùng sự thật để chứng minh con người thực sự của mình. Hãy tập trung vào nhiệm vụ để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao chứ đừng nên tốn thời gian để tham gia vào những cuộc đôi co vô ích. May mắn, bản mệnh nhận được sự che chở của nguyệt lệnh đế vượng nên bạn có tinh thần vững vàng, hiếu thắng, không sợ gian nan bạn sẽ không dễ dàng đầu hàng những nghịch cảnh trước mắt, ngược lại, càng khó khăn bạn lại càng cố gắng, cuối cùng tìm được phương hướng chính xác cho mình. Người làm lãnh đạo có thể dẫn dắt tập thể chinh phục thành công, dù quá trình thực hiện có thể sẽ xuất hiện nhiều khó khăn, và vấp. Ban đầu, có thể bản mệnh phải chịu sự nghi ngờ, bất mãn của cấp dưới, song kết quả cuối cùng sẽ chứng minh bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng. Tử vi tuổi dậu tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi dậu âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có những biến động đáng kể trong khoảng thời gian này, thậm chí, bạn cần nâng cao tinh thần cảnh giác mọi lúc mọi nơi, chớ nên lơ là để xảy ra sự cố đáng tiếc, phải dùng tiền mới có thể bù đắp được. Người làm công ăn lương cần coi chừng sức ảnh hưởng của cục diện tương phá. Tiểu nhân hãm hại sẽ khiến bạn dễ mắc lỗi sai trong công việc, thậm chí gây ảnh hưởng đến lương, thưởng của bạn do đó hãy luôn tập trung vào nhiệm vụ để có thể nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề còn tồn tại chớ để kẻ xấu lợi dụng người làm ăn kinh doanh không nên vội vàng ký kết hợp đồng hoặc dồn hết tiền cho một lĩnh vực nào đó khi chưa kiểm chứng thông tin một cách rõ ràng nếu vội vàng kiếm lợi cho mình bạn sẽ dễ vướng phải cái bẫy mà kẻ xấu đã răng sẵn từ trước khiến tiền bạc đổ sông đổ bể Tuy nhiên, dù khó khăn có xuất hiện trước mắt, bạn cũng chớ nên quá mức lo ngại, bi quan, bởi các tinh đế vượng vẫn sẽ đem lại những khởi sắc nhất định cho vận trình của bạn. Chỉ cần chịu chăm chỉ, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì đến cuối tháng, bạn vẫn sẽ gặt hái được những thành tích tốt, đảm bảo lương thưởng như trước đây. Người làm đầu tư dù không thu được lời lớn nhưng vẫn có đồng ra đồng vào, không phải lo chuyện chi tiêu. Tử vi tuổi dậu tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên trái ngược với những sự cố liên tiếp xảy ra trong sự nghiệp và tiền bạc thì đường tình duyên của bản mệnh lại khởi sắc rực rỡ đế vượng chiếu mệnh những cặp đôi trẻ tuổi có thể được đón tin mừng trong khoảng thời gian này ví dụ như chuyện của hai bạn được gia đình đôi bên ủng hộ ví dụ như hai người được nhận tin có thêm thành viên mới những điều này khiến quan hệ của hai người càng thêm gắn kết bạn hiểu và tôn trọng nửa kia của mình hơn dù dưới tác động của tương phá, đôi khi hai người vẫn còn xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn nhưng sau đó, hai người đều biết hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Với người độc thân, đặc biệt là với nữ mệnh, thái âm cát tinh soi chiếu khiến bạn nhanh chóng gặp được người phù hợp. Đối phương có thể là người do bạn bè, người thân giới thiệu với bạn. Khi gặp đúng người, bạn có thể cảm thấy cảm mến người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai bạn có thể nói chuyện với nhau hàng giờ mà không biết chán nếu đang thầm mến một ai đó, bạn cũng nên dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình. Thái độ chân thành của bạn có thể khiến đối phương động lòng, khiến tình cảm của hai người bước sang một trang mới. Tử vi tuổi dậu tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Theo tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi dậu âm lịch, dưới tác động tích cực của đế vượng, bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy sức sống, tinh thần hăng hái, tích cực. Dù khó khăn xảy đến có thể khiến bạn phiền não, căng thẳng, song đó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Bạn có tinh thần quyết tâm vượt khó, hóa giải những điều xui xẻo không mong muốn. Sức khỏe của những người mắc bệnh cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện, nhờ vậy mà bạn cảm thấy vui vẻ, tin tưởng hơn vào tương lai. Bạn nên cố gắng duy trì nếp sống khoa học, rèn luyện sức khỏe phù hợp với khả năng của mình, chắc chắn sẽ chữa được nhiều bệnh. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dậu trong tháng 11 âm lịch năm 2021 tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, đề phòng kẻ tiểu nhân gây ra nhiều rắc rối trong công việc. Quý nhân, mão, tuất. Tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Tuổi kỳ dậu, thuộc mệnh thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, ký kết hợp đồng không có lợi, dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của. Quý nhân, mão, tuất. Tiểu nhân, ngọ, thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết nhân duyên khác giới vượng dễ tìm được người phù hợp với mình quý nhân hợi tỵ tiểu nhân mão tý màu sắc may mắn tím trắng tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết vợ chồng ngày càng thấu hiểu dễ được đón nhận tin vui quý nhân thân tuất tiểu nhân mùi ngọ màu sắc may mắn tím hồng tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, tình hình sức khỏe tốt, người bị bệnh có nhiều tiến triển lạc quan. Quý nhân, tị tý, Tiểu nhân, sửu, thìn. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi dậu trong tháng 11 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại